Mỹ-Israel định khai hỏa, 1.000 tàu chiến Iran lên đạn, vây kín El Amrut, giờ G sắp điểm. AMN đưa tin các lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã tiến hành một cuộc tập trận với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử tại vịnh Ả Rập và biển Oman với sự tham gia của tới 1.000 chiến hạm thuộc nhiều loại khác nhau. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fan News của Iran, hơn 1.000 chiến hạm từ tàu tấn công nhanh hạng nhẹ cho tới các tàu cỡ vừa và cỡ lớn của nước này đã tham gia cuộc tập trận quy mô cực khủng do IRGC tiến hành. Các khoa mục diễn tập này diễn ra vào ngày thứ Bảy trong cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có mang tên Tuần lễ Tổng động viên dưới sự chỉ huy của IRGC. Khu vực tập trận là eo biển chiến lược Ormuz với sự tham gia của hơn 1.000 chiến hạm gồm đủ loại các lực lượng hải quân Iran răng kín tuyến đường hàng hải Thuộc loại tấp nập bậc nhất thế giới này. Tư lệnh lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo Iran, đốc Ali Reza Tashtary, tuyên bố trong một thông điệp cho biết, cuộc tập trận này nhằm phô diễn sức mạnh hải quân và mang thông điệp hòa bình, hữu nghị, tình anh em, sự hy sinh, thiết lập và duy trì an ninh bền vững tại khu vực và trên biển Oman, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như chất lượng cơ động chiến đấu của IRGC. Đáng chú ý, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang tăng cao sau khi có những báo cáo cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ý định tấn công tổng lực nhằm vào Iran trước khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Kế hoạch tấn công Iran của Mỹ dường như còn có sự tham gia của Israel, đối thủ chuyên kiếp của nước Cộng hòa Hồi giáo. Nóng, cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran bị phục kích gần Tehran, tử vong tại bệnh viện. Ngày 27 tháng 11, truyền thông Iran đưa tin, ông Moshen Farjizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, đã tử vong tại bệnh viện do bị thương nặng trong một vụ tấn công vũ trang. Bộ Quốc phòng Iran xác nhận, ông Farjizadeh đã bị ám sát. Nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran tên là Moshen Farjizadeh, đã bị thương trong cuộc tấn công ở ngoại ô thủ đô Tehran vào ngày 27 tháng 11 và sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Bộ Quốc phòng Iran đã xác nhận thông tin. Thông báo viết, thật đáng buồn, đội ngũ y tế đã không thể cứu được ông Farijadet. Và ít phút trước, người quản lý và nhà khoa học này đã được trao danh hiệu liệt sĩ sau nhiều năm cống hiến và đấu tranh. Ông Moshe Farijadet Mahavadi bị tấn công trong cuộc đụng độ vũ trang giữa đội vệ sĩ của ông và những kẻ tấn công chưa rõ danh tính ở thành phố Ashraf, tỉnh Tehran. Theo nhân chứng, một vụ nổ và một vụ xả súng ác liệt đã xảy ra. Tổ chức năng lượng hạt nhân Iran ban đầu đã phủ nhận thông tin này và phát ngôn viên Beirut Kamalvadi nói tất cả các nhà khoa học hạt nhân đều an toàn. Ông Farki Jadet và vệ sĩ được cho là đã bị những kẻ tấn công liều chết phục kích tại lối vào Absat. Xe ô tô của ông phải dừng lại vì một vụ nổ bất ngờ tại Mostafa Khomeini. Sau đó thì nhiều kẻ lạ mặt xuất hiện, xả súng tấn công. Một số người khác được cho là đã tử vong tại hiện trường. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Nhà khoa học giáo sư ngành vật lý Khafrizadeh cũng là một cựu sĩ quan thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Ông được mệnh danh là cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran. Hồi năm 2012, tờ Wall Street Journal đã dẫn lời các quan chức phương Tây nói rằng ông Farkhrizadeh là người có thể sánh ngang với Robert Oppenheimer, nhà vật lý người Mỹ đứng đằng sau nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân ở Mỹ vào những năm 1940. WSG giải thích rằng nhà khoa học Iran đã đưa Iran vào kỷ nguyên của hạt nhân trong hơn 20 năm qua. Với cương vị là một sĩ quan IRGC, Ông tham gia vào rất nhiều dự án nghiên cứu trọng điểm về hạt nhân ở Iran. Bốn năm trước, một nhà ngoại giao phương Tây nói với Reuters rằng nếu Iran muốn sản xuất vũ khí hạt nhân thì Fakhrizadeh có thể được coi là cha đẻ của bom hạt nhân Iran. Trong năm 2018, khi thuyết trình về tham vọng hạt nhân của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định ông Khafrizadeh là nhân tố then chốt trong chương trình hạt nhân Iran. Ông Netanyahu nói, hãy nhớ lấy cái tên đó, Fakhri Jadet. Ông Fakhri Jadet đã dẫn đầu Iran trong chương trình Ahmad, hay có nghĩa là hy vọng. Israel và phương Tây đã cáo buộc rằng đây là một chiến dịch quân sự nhằm hướng tới việc xây dựng vũ khí hạt nhân ở Iran. Tuy nhiên, Tehran cho rằng chương trình hạt nhân này là vì mục đích hòa bình. Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế IAEA nói, Chương trình Ahmad đã kết thúc trong đầu những năm 2000. Các giám sát viên của IAEA hiện vẫn quản lý các cơ sở hạt nhân của Iran. Một báo cáo trên chương trình TV của Israel hồi tháng 5 năm 2018 cho rằng Israel có thể đã quyết định không ám sát ông Fakhri Jadet bởi vì Israel muốn để ông sống và xem ông đang định làm gì tiếp theo. Có liên quan tới Mỹ, ngày 25 tháng 11 vừa qua, tờ Asia cho rằng quân đội israel có thể đã chuẩn bị cho khả năng tổng thống mỹ donald trump sẽ ra lệnh tấn công iran trước khi rời văn phòng vào tháng một tới dẫn các nguồn tin israel ICS cho rằng không có thông tin cụ thể về việc đó nhưng các lãnh đạo israel tin rằng những tuần cuối cùng của tổng thống trump sẽ là một giai đoạn rất nhạy cảm các quan chức cho hay washington có thể sẽ báo cho israel trước khi thực hiện cuộc tấn công nhằm vào iran Hồi tháng 1 năm nay, Mỹ đã ám sát ông Qasem Soleimani trong trận không kích vào sân bay quốc tế Baghdad, làm bùng nổ căng thẳng và mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran. Một số quan chức cấp cao của Iran cho rằng Israel đứng sau vụ tấn công. Một cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran thề sẽ trả thù. Phản ứng cho vụ việc, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói, những kẻ khủng bố đã ám sát nhà khoa học hàng đầu của Iran vào ngày hôm nay và cho rằng Israel có tham gia một phần trong vụ sát hại. Ảnh hưởng sâu rộng từ việc Nga thử nghiệm tàu khu trục Maso Saponikov. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Maso Saponikov lớp Udaloi của Hải quân Nga gần đây đã hoàn thành việc hiện đại hóa và tiến hành thử nghiệm trên biển để đánh giá hoạt động của động cơ, thiết bị lái và cơ chế phụ trợ, thông tin liên lạc, hệ thống dẫn đường hàng hải và thăm dò. Tàu khu trục Maso Saponikov bắt đầu được nâng cấp từ năm 2017 với việc lắp đặt hệ thống cảm biến và hệ thống vũ khí mới, trong đó đã tiến hành lắp đặt hệ thống phóng thẳng đứng của tên lửa hành trình Kalib và bệ phóng tên lửa 3S-24 có thể phóng tên lửa chống hạm KH-35. Vào tháng 7 năm 2020, con tàu đã cơ bản hoàn thành hiện đại hóa và nâng cấp hỏa lực và bắt đầu thử nghiệm ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh không đủ năng lực phát triển lực lượng tàu mặt nước mới, việc nâng cấp các con tàu chiến cũ có thực sự làm gia tăng sức mạnh của Hải quân Nga hay không? Tàu khu trục Maso Sapunikov là tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy của Nga, được hạ thủy vào năm 1984 và bắt đầu phục vụ trong hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga vào năm 1985. Là con tàu có lịch sử 35 năm phục vụ Hải quân, Maso Sapunikov vốn đã là một con tàu cũ không có giá trị cải tạo, nâng cấp quy mô lớn. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2018, con tàu vô tình bị cháy ở cảng quân sự Vladivostok và buộc phải đưa vào xưởng sửa chữa nếu không thì chỉ có thể bán sắt vụn. Do đó, tàu khu trục Maso Saponikov đã trở thành tàu khu trục lớp Udaloi đầu tiên được nâng cấp và hiện đại hóa. Hiện nay, Hải quân Nga sở hữu tổng cộng 8 tàu khu trục tuyết 1155 gồm Maso Saponikov, Đô Đốc Tribos, Simferopol, Khaborovsky, Đốc Vinogradov, đô đốc Khalomov, đô đốc Pate và tàu mới hạ thủy mới nhất là đô đốc Chabaneko. Trong quá trình nâng cấp, con tàu đã hoàn thành việc sửa chữa các kết cấu bên ngoài và cấu trúc thân tàu tại trung tâm sửa chữa tàu Danvazov ở Vladivostok, vùng viễn đông của Nga. Hơn 20% kết cấu thượng tầng của con tàu đã bị phá bỏ và phần cáp chính cũng được thay thế. Được biết, trên phương diện vũ khí thông thường, tàu được lắp đặt pháo hạm tàng hình, A1901 cỡ nòng 100 mm để thay thế pháo AK 100 cỡ nòng 100 mm. Hai bệ phóng tên lửa chống ngầm cũng bị tháo dỡ và thay thế bằng bệ phóng thẳng đứng đa năng mới, có thể phóng tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình và tên lửa chống ngầm, đồng thời có khả năng phóng tên lửa hành trình clip và tên lửa siêu thanh Zircon. con. Các loại vũ khí mới đã làm cho tàu khu trục Maso trở nên mạnh mẽ chưa từng có, sức mạnh của nó có thể chỉ đứng sau tàu sân bay dù cho sau cải tạo con tàu vẫn không được lắp đặt radar mảng pha, nhưng việc thay mới các hệ thống điện tử chính làm nó vẫn có khả năng chống hạm và tấn công mạnh mẽ, và nó đã trở thành một khu trục hạm đa năng hoàn toàn mới. Sau khi hệ thống động lực chính hoàn thành thử nghiệm trên biển, con tàu sẽ tiếp tục được kiểm tra tại Dajavod và dự kiến trở lại hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm 2020. Được biết, Maso Saponikov hiện là một trong những tàu chủ lực trong lực lượng tàu mặt nước cỡ lớn của Hải quân Nga tàu khu trục này sẽ sớm được tiếp tục phục vụ hải quân Nga sau khi được cải hoán và nâng cấp. Trong vài thập kỷ qua sau khi Liên Xô tan rã, nền kinh tế Nga suy thoái, hoạt động phát triển hải quân của Nga phải đối mặt với nhiều khó khăn. Các tàu sân bay hạt nhân của Mỹ đủ để nghiền nát hải quân Nga, nhưng Nga cũng có vũ khí sát thương, đó là tàu ngầm hạt nhân và tên lửa siêu thanh. Tàu ngầm của Nga được cho là ngang cơ với Mỹ, nhưng tên lửa của Nga lại có sức mạnh vượt trội. Tàu khu trục Maso Saponikov và tàu ngầm tấn công hạt nhân Ikutsky thuộc hàm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon sau khi được nâng cấp. Tên lửa Zircon là loại vũ khí chống hạm độc bá thế giới, có tốc độ nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh và tầm bắn từ 300 tới 1000 cây số. Zircon sở hữu sức công phá đáng sợ và khả năng gian đe hiệu quả, có thể tiêu diệt các cụm tàu sân bay, tàu mặt nước cỡ lớn và các mục tiêu mặt đất của đối phương. Sau khi Maso Saponikov của Nga thực sự được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, nó sẽ tạo ra rất nhiều sự thay đổi trong cán cân sức mạnh quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hiệu quả chiến đấu của hạm đội Thái Bình Dương-Nga sẽ được cải thiện rất nhiều. Maso Saponikov sửa đổi có thể được coi là tàu khu trục mạnh nhất đang hoạt động trong hải quân Nga. Tên lửa siêu thanh tương tự như Zircon cũng có thể được trang bị rộng rãi trên nhiều tàu mặt nước và tàu ngầm. Đến lúc đó Nga sẽ được thành lập một hạm đội Zircon và đây là điều khiến hải quân Mỹ thực sự sợ hãi. Báo Nga, hàng nghìn thi thể nằm giải rác ở Shusha, cuộc thảm sát khủng khiếp ở Karabakh. Giao tranh 4 ngày ở Shusha là trận đại chiến, cuộc thảm sát lớn nhất trong 44 ngày xung đột, khi số thi thể bằng một phần hai con số đã được Tổng thống Nga Putin xác nhận là thiệt mạng ở Karabakh. Hai nghìn thi thể đã được tìm thấy trong và xung quanh Shusha. Mới đây, trang Ruvesna Estru đang tải bài viết nhan đề Tạm dịch, Karabat, giải rác hàng nghìn xác chết, sự thật khủng khiếp về vụ thảm sát ở NKA từ quân đội Nga. Theo Ruvesna Estru, từ ngày 13 tháng 11 đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã và đang thực hiện một sứ mệnh nhân đạo tích cực là tìm kiếm thi thể những người thiệt mạng và người mất tích ở Nagorno-Karabakh. Một nhóm quân nhân mặc quân phục Armenia thu thập một thi thể ở Nagorno-Karabakh. Theo thông tin mới mà Rusvetna nhận được, công việc này được tiến hành với sự hợp tác của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cũng như lực lượng của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Cộng hòa Astraz tự xưng, viết tắt là NKA, quân đội Armenia và Azerbaijan. Tại khu vực thị trấn Shusha, trong tuần đầu tiên, hơn 2.000 thi thể đã được tìm thấy và chuyển đến các bên. Ngoài ra chỉ trong một tuần, con đường nối thủ phủ Stepanakert của Nagorno-Karabakh với Goris của Armenia đã được dọn sạch hoàn toàn các trang thiết bị quân sự bị bỏ lại. Vào ngày 17 tháng 11, hành lang Lachin đã được mở lại để đưa người tị nạn Armenia từ Jerevan qua Goris trở lại Stepanakert an toàn. Vào ngày 22 tháng 11, công việc tìm kiếm và trao trả thi thể cho các bên đã hoàn tất tại vùng Antony. Đến nay, các hoạt động tìm kiếm và trao đổi thi thể vẫn tiếp tục diễn ra ở các vùng Krasny Baja, Madagy và Matakhet. Trận đại chiến hay cuộc thảm sát Ước tính hàng nghìn tay súng của hai phía đã tham chiến ở Shusha. Theo phía Armenia, quân đội Azerbaijan đã mất tới 200 quân trong 3 ngày giao tranh. Còn theo Azerbaijan, lực lượng NKA thiệt mạng trong và xung quanh thị trấn lên tới con số 800 người. Hôm 13 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ước tính khoảng 4.000 tay súng ở cả Armenia lẫn Azerbaijan tham chiến đã thiệt mạng trong 44 ngày xung đột vừa qua ở Nagorno-Karabakh. Như vậy, nếu thông tin về khoảng 2.000 thi thể được thu thập trong và xung quanh Shusha được Rovesniashu đăng tải là chính xác, thì đây là trận đại chiến, cuộc thảm sát lớn nhất trong 44 ngày xung đột ở Nagorno-Karabakh khi số người thiệt mạng chiếm phân nửa số người đã được ông Putin xác định. Trận Shusha, được coi là phía Azerbaijan, gọi là chiến dịch giải phóng của Shusha, là một cuộc đối đầu dục quân sự giữa quân đội Azerbaijan và lực lượng NKA được Armenia hậu thuẫn nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Shusha ở Nagorno-Karabakh. Mặc dù Shusha đã bị bắn phá kể từ đầu cuộc xung đột, các trận đánh cục bộ chỉ nổ ra gần thị trấn từ ngày 29 tháng 10, Quân Azerbaijan giành quyền kiểm soát làng Kanashi. Tiếp theo là một phần của tuyến đường chiến lược nối Shusha với hành lang Lechin vào ngày 4 tháng 11. Giao tranh dữ dội với thương vong lớn cho cả hai phía trong và xung quanh Shusha đã diễn ra từ ngày 4 tháng 11 đến hết ngày 7 tháng 11. Ngày 8 tháng 11, phía Azerbaijan tuyên bố kiểm soát Shusha. Tuy nhiên, giao tranh ở ngoại vi thị trấn cho tới phía nam thủ phủ Stepanakert vẫn tiếp diễn cho tới thời điểm thỏa thuận ngừng bắn được thực thi hôm 10 tháng 11.